Dạ, trân trân kính chào quý ông bà, quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay đã là ngày 14 tháng 7 rồi. Trân trân được sự giáo duyên của anh Hiền Hồ ở Mỹ giúp bà con bệnh viện thành phố Huế, tức là bệnh viện ở đường Kim Long, là 130 phần cơm trưa. Và trân đang đi vào hộp. Một phần cơm như vậy là cũng một hộp, là gồm có một miếng đậu hũ nhồi và thêm bún xào. Đặc biệt là có cuộn rau. Và đây là hem, một loại hem. Đây là dê bò là lột nước. Đây là một dạng là chả. Chả thủ hay chả lùa đây? Chả thủ. Dạ. Cũng có thể là hộp thì chả thủ, hộp thì chả lùa. Một hộp cơm như vậy cũng là 25.000. Cộng thêm một hộp sữa chua cho em, hộp sữa chua. Và sữa chua Vinamilk 5.5 nữa là 30.500. Là cánh tàu hũ non, rồi khuôn đầu non, rồi hũ quả. Cánh thì trân trân đóng vào bịch cho tiền, cho con đúng như thế nào mà mời ba con một tình trạng được. Bệnh nhân ở bệnh viện Kim Long thì nghèo khổ, rất là nhiều bệnh nhân nuôi bệnh nhân nghèo khổ hơn cả bệnh viện Trung ương Huế nữa, tại đó là một bệnh viện thành phố tuyến dưới thôi. Cho nên đây là hôm nay thì anh Hiền Hồ mời ba con 130 phần cơm như vậy, anh cũng thấy rất là ý nghĩa. Ba con cũng đón nhận cái niềm vui của ngày hôm nay. Anh cảm ơn anh Hiền Hồ rất là nhiều. Cái phần này gọi là phần KCS này, kiểm tra chất lượng cuối cùng nó đóng hộp này. Úc là KCS đó. Đó xong rồi đếm hộp. Úc nói là cái hộp có bí quyết hay nhiều món á đấy, bí quyết. Thank you.
Ủa chứ? 6 phiếu luôn luôn à? Chắc giùm mấy người rồi. Cầu đây là cầu cũng đêm món ăn này. Dạ. Yeah. Ừ, có 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 Hôm nay là ngày rằm Vu Lan, chúc mẹ cùng gia đình mau khỏe. Dạ. Cần con bưng vô giùm không? Không không. À, dạ. Dạ mẹ vô dạ. Giờ thì chó nhân nhưng nhân chó cho họ, họ bình nhân ra mà họ đi được. Ừ. Dạ con để đó để cặp nó bình. Bác sĩ nhân cho ai, bác sĩ bình nhân không? Tồi chứ mày, em mới ra nhận nó bình nhân. Chết rồi. Thầy nói bình nhân vậy chứ hả? Lại bình nhân đâu, bình nhân họ đi được. Được mắt thôi, lấy cái lại. Cho mẹ em đi nhận giúp bệnh nhân này, nhận giúp bệnh nhân này. Thầy thầy tình cảm chứ. Cảm ơn mẹ em nha. Chín được không?
sớm. À, bây giờ đây là chị Hồ Lý, chị nói ở khoa sản mà có bốn hoàn cảnh neo đơn nhưng mà không có phiếu, thì thôi bây giờ mình cứ phạt đi cái đã rồi chốc nữa là mình tính sau. Chị em hãy là bình nhân có sản, cảm ơn anh rồi. Dạ. Anh Thiên hồi anh Thiên hồi từ Thiên. Dạ. Tôi cũng biết thế, tôi làm gì cho họ thôi. Dạ dạ. Tụi mới ăn được. Bé. Mà. Rất là ngon. Yeah. Nói chung quy là cái từ phần gạo cho đến phần chế biến thức ăn rất ngon. Rất là vui. Ngon thì tại vì có phụng mong là giống như nhiều cô bác anh chị mà đang nấu ốm á, thì thường là không có ăn không ngon gì. Cho nên khi có phải tắm mà thay nhiên để mà mời bà con trong đứa là khi nào cơm phải chất lượng ngon. Cho đến hộp sữa chua cũng vậy, cho đến về tính thực phẩm chúng luôn. Dạ. Rất ngon vì tôi ăn cơm chay nhiều nơi rồi mà thấy cái phần cơm mà mình phát ra từ thiện ấy rất là ngon rồi. Hy vọng là cần nhiều lần tới để mời chị bà con ăn cơm nữa là được. Xin đại diện tất cả cảm ơn ban anh Hiền đại diện, biết đây là Hiền anh Hiền Hồ ở Mỹ. Dạ. À, đây biết đây. Dạ. Cũng rất là vui, nghe bà khen là con vui đó. Không ăn liên thực tế thấy ngon quá, phải vô khen chứ. Mình có răng mình sự thật biết là mình. Dạ. Dạ. Anh Hiền cũng vui nữa. Anh Hiền cũng vui nữa. Thành phố Huế số 1. Nặng lo, thôi.
cảm ơn nha. Dạ. Đi nhận giùm cho bệnh nhân đây. Phải nói là cái bệnh viện Kim Long này rất là tuyệt vời luôn, rất là thương bệnh nhân luôn. Bây giờ bệnh nhân đi không nổi. Vâng, cô vừa ra ăn rất là ngon. Dạ. Vậy là 10 người họ khen hết 11 luôn. Dạ rồi, okay. Vì có chị Lâm khen trong nữa. Dạ, dạ mời chứ có cùng muốn là cháu ít được nhưng mà chất lượng sĩ như thế. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Rồi bên đi bắt cùng cô, bên đi động cùng cô. À rồi, ok, đúng rồi đó. Ngay qua vẫn nói như được, chị Lâm nói là bên đi là ok lắm. Là mong tất cả con được phòng nữa. À rồi. Mình nhấn ăn mà là có chuyện chỉ thì... Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, cái này là được rồi. Vấn đề mà chị thấy cơm này em cũng để miếng tinh mỏng để cho khỏi bị hư. Thứ hai là sữa chua còn bị nó miếu đấy, chắc không phải. À con cuộn, con cuộn cái bia chú. Cảm ơn hai miếng cơm ngon. Vâng. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm hả? Để lên 6 con tuổi nữa. Dạ. Mẹ là ở Quang Mô. Dạ, có nồi. Bên mẹ nuôi ai? Út. Ôn ăn hết không? Ăn hết luôn, con bé con vui một đời luôn. Ôn này ngon, ôn bị ăn chay đó, mà chưa ăn chay ôn này răng ngay nếu nào ngon nữa. Con lại là tới nữa hết. Dạ. Sữa chúa ăn cũng ngon chứ. Dạ, chưa ăn đây. Mà cơm nó rồi. Dạ. Vậy thì sau khi nào mà thấy có cái chữ YouTube mà Huệ Thương là ra nhận cơm ngon. Dạ, ngay nếu xúc miền đó bạn. Những ai đi mẹ chụp viện này. Dạ, dạ. Nhưng mà đó là niềm vui. Cũng ăn hiền cũng như Trân Trân. Một lần nữa thì 130 xúc cơm mà thiếu Trân Trân có đưa em rồi đấy. Mà Trân thấy rất là vui. Khi được các ông mẹ đang vừa trao hiện cơm thì các ông mẹ đã khen tập tắt. Nên Trân rất là hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn một lần nữa. Trân thấy cảm ơn anh Hiền rất nhiều. Cảm ơn quý khán giả Trân Trân Quốc Thủy Hương cũng đồng hành ủng hộ và đồng viên. Chúc quý gia đình, quý cô bác, anh chị em luôn bình an, luôn làm thật là hạnh phúc.